Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người vừa về từ khu vực có dịch COVID-19. Theo đó, người tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa phương hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Những người này phải xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên về địa phương và ngày thứ 7. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine COVID-19 phải tự cách ly tại nhà trong 14 ngày và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tại nhà tiếp theo. Đối tượng này thì phải xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 14 trong thời gian cách ly y tế. Trường hợp đi qua khu vực có dịch mà không dừng đỗ thì không phải thực hiện biện pháp cách ly y tế. Công văn này cũng phải hướng dẫn cách ly với những người tham gia các đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại các tỉnh, thành phố, khu vực có dịch hoặc đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, trừ trường hợp thuộc diện F1, F2. Đối với người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài, việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, thời gian gần đây có một số ý kiến về việc đề xuất tiêm dịch vụ vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế cho biết tạm thời chưa tính tới phương án này. Việc tiêm phòng vaccine COVID-19 giai đoạn này là miễn phí. Mới đây, Bệnh viện FV tại TP.HCM đã đề xuất Bộ Y tế cho phép chủ động đàm phán mua vaccine COVID-19 bằng nguồn tài chính của đơn vị và tổ chức tiêm chủng dịch vụ. Ngoài ra, bệnh viện muốn tham gia chiến dịch tiêm chủng của thành phố đang thực hiện nhưng sẽ được thu phí dịch vụ. Lý do là vaccine là miễn phí, song các cơ sở y tế tư nhân là các đơn vị làm dịch vụ cần có tiền để đầu tư bông băng cồn, trả lương nhân viên để phục vụ việc tiêm chủng. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết với những người không quá dư giả điều kiện thì đã được nhà nước lo miễn phí. Để tăng nhanh nguồn cung, đa dạng hóa nguồn vaccine, đa dạng nguồn lực và hỗ trợ cho ngân sách quốc gia, Bộ Y tế sẽ đề xuất xem xét tiêm dịch vụ ở một thời điểm phù hợp. Chung quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phú, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho biết Việt Nam tạm thời chưa tính đến phương án tiêm vaccine dịch vụ vì phải có vaccine trong khi hiện nay nguồn cung đang có khó khăn, đang cần tập trung tiêm cho các đối tượng ưu tiên, nhất là dân ở vùng dịch. Nguồn vaccine phòng COVID-19 hiện nay đang được cấp miễn phí, các đơn vị tư nhân có thể tham gia vào chiến dịch tiêm chủng. Thưa quý vị, trước tình trạng báo động về khan hiếm máu tại kho máu quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, thời gian gần đây thì người dân đã đến hiến máu nhiều hơn. Lượng máu dự trữ của viện đã có sự cải thiện rõ rệt. Viện có thể cung cấp trở lại cho các tỉnh miền núi phía Bắc và cung cấp đáp ứng 100% dự trù từ các bệnh viện. Tuy nhiên, hiện tất cả các địa phương phía Nam đều đang nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16. Dịch bệnh COVID-19 vẫn khiến diễn biến phức tạp, khiến cho công tác tiếp nhận máu vô cùng khó khăn, hầu như không thể tổ chức, nếu như có thì cũng chỉ tiếp nhận được một vài chục đơn vị máu một ngày. Do vậy, lần đầu tiên, hàng nghìn đơn vị máu đã được vận chuyển khẩn cấp từ Hà Nội chi viện cho khu vực này. 1.000 đơn vị máu đang được khẩn trương phân loại, đóng thùng bảo quản lạnh theo quy định tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Ngày 3 tháng 8, những đơn vị máu này đã được vận chuyển bằng đường hàng không chi viện cho thành phố Cần Thơ, nơi đang rơi vào tình trạng thiếu máu trầm trọng. Trước đó, 1.000 đơn vị khối hồng cầu cũng đã được vận chuyển ngay trong đêm chi viện cho Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM để truyền cho những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng và nguy kịch. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình trạng khan hiếm máu lần lượt xảy ra ở các địa phương, nhưng đây là lần đầu tiên tình hình hết sức khó khăn và căng thẳng bởi dịch bệnh lan rộng và khó kiểm soát hơn. 2 lần liên tiếp trong tháng 7, Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM phải phát đi lời kêu gọi hiến máu. Vì vậy, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương sẽ cung cấp cho đơn vị này 2.000 đơn vị cho đến khi hết thời gian giãn cách. Ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ chẳng hạn thì đúng là cả một cái vấn đề, bởi vì tất cả đều đồng loạt xảy ra cùng một lúc cái tình hình dịch COVID-19, và khi mà đã xảy ra cùng một lúc như vậy thì chắc chắn là chúng ta cái việc tiếp nhận máu chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và như là của Bệnh viện Chợ Rẫy thì trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 20 đến 30 người đến hiến máu. Và nếu mà muốn đi lấy ở các tỉnh khác thì cũng không thể nào lấy được, bởi vì các tỉnh xung quanh thành phố Hồ Chí Minh là đều trong phong tỏa cả. Chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là khi mà mình vẫn còn có khả năng tiếp nhận máu được thì khi mà chúng ta đã đảm bảo được cái nhu cầu ở cái mức gọi là cho phép được để phục vụ cho khám chữa bệnh khu vực phía Bắc thì chúng ta cần phải làm cái gì đó để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ. Trong những ngày gần đây, hưởng ứng lời kêu gọi tích cực vận động tham gia hiến máu, đảm bảo tuân thủ 5K trong thời gian giãn cách, nhiều người dân cũng đã trực tiếp đến các bệnh viện để hiến máu. Chương trình Hành trình đỏ đã được triển khai tại các tỉnh thành chưa bị giãn cách xã hội và việc phát động giọt máu hồng tri ân tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ giải quyết cơ bản tình trạng khan hiếm máu trên cả nước hiện nay. thị trường hoa trong nước gần như bị đóng băng bởi tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Hoa Đà Lạt đã rớt giá đến 80% vẫn không bán được, nông dân phải tự tay nhổ bỏ. Theo đó, gần 10 ngày nay, hàng chục hộ trồng hoa ở thành phố Đà Lạt phải tự tay nhổ bỏ hoa trong vườn vì không ai thu mua. Hàng triệu cành hoa chất đống bên ngoài các nhà vườn chờ khô để đốt. Theo các nhà vườn, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa, các tỉnh miền Nam khác cũng giãn cách xã hội, khiến không còn nơi để xuất bán hoa Đà Lạt. Không riêng gì hoa cúc, các loại hoa được thị trường ưa chuộng như hoa cát tường, hoa hồng, hoa ly nay cũng bị nhổ bỏ, chất đống dọc các con đường ở thành phố Đà Lạt. Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, thiệt hại của người dân là rất lớn. Để hỗ trợ, Hiệp hội đề xuất có chính sách để các ngân hàng giảm lãi suất, gia hạn, giãn nợ, tái cấp vốn hỗ trợ cho nông dân tiếp tục tái sản xuất. Đồng thời kiến nghị với địa phương có chính sách hỗ trợ cho người trồng hoa trong gói hỗ trợ của chính phủ. Now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam. Thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. Now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng. Nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 02444 501 365. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp breaking news với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã, đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, truyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.